Nói về Innova thì đặc biệt là dòng Innova số sàn thì nó là gọi là ông hoàng trong phân khúc chạy xe dịch vụ 8 chỗ, rộng rãi này, tiết kiệm nhiên liệu này và rất là đa dụng. Đó. Thì đối với dòng Innova số sàn và mẫu cũ 2016 này thì bên em đưa một mức giá rất là hời cho quý vị nhá. Chỉ cần 415 triệu thôi, chúng ta có thể sở hữu một chiếc xe 7 chỗ. Chiếc xe 8 chỗ thì chính xác hơn, chiếc xe 8 chỗ này. Mang thương hiệu Toyota, cực kỳ bền bỉ, chi phí bảo trì bảo dưỡng rất là thấp. Đó. Và thêm nữa thì xe này bên em đã trang bị rất là nhiều option và cả 4 quả lốp xe đã được thay mới với đát là 2019 nha quý vị. Đó, thì quý vị có bạn mua xe này và sau khi bên em dọn rửa rồi á thì nó sẽ rất là đẹp và rất là mới, và quý vị bạn chỉ cần đổ xăng và có thể là sử dụng gia đình hoặc chạy dịch vụ rất là ok nha quý vị. Với mức đầu tư ban đầu rất là thấp. Đó, 415 triệu mà bây giờ quý vị bạn nếu mà để ra tên cho quý vị ở thành phố luôn nha. Xe này gốc thành phố thì để ra tên thì quý vị chỉ thêm khoảng có tầm 10 triệu nữa thôi là chúng ta đã hoàn tất ra tên, đổi cờ vẹt cho quý vị luôn. Đăng kiểm của tên tháng 6 2022 thì chúng ta vẫn có thể sử dụng tới tháng 6 chúng ta sẽ đăng kiểm lại. Chi phí đăng kiểm vào đường bộ thì đâu đó nó khoảng chưa tới 2 triệu quý vị, khoảng 1 triệu 9 thôi. Thực sự là để là đầu tư kinh doanh với tầm tiền của dưới 500 triệu thì đây là một lựa chọn rất là hợp lý. Bởi vì thứ nhất là xe này bên em đã kiểm tra 176 hạng mục này, test kỹ lưỡng về đâm đụng và ngập nước thì bên em đã mới thu về đây. Đó. Rồi thì bây giờ em Cường và quý vị bạn sẽ cùng đi vào phần chi tiết nha. Chúng ta sẽ cùng soi thật kỹ về chiếc xe này để quý vị bạn có thể là yên tâm tin tưởng khi lựa chọn mua xe tại Toyota Thân Cảng nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng soi về phần keo chỉ ở phần kính, ở phần cửa tài nhé. Những phần dưới là cái phần mà rất là hay bị cấn này, nhưng mà xe này là hoàn toàn được nguyên zin chứ. Đó. Cửa sau này, kể cả cái phần phía trong đây, những phần ốp nhựa trong và phần da bên đây còn rất là mới. Xe này phải nói chủ đi khá là kỹ. Xe chạy chưa 500.000 nhưng có vẻ chính xác là 960.000 km. Đây, những cái phần quan trọng mà em clip lại cũng hay quay tới là phần ốc kết nối giữa phần thân xe và phần nắp capo cũng như là phần cốp sau. Nguyên zin chưa hề tháo ra nha. Cũng như là keo chỉ những cái phần này này. Đây, những phần này mà ví dụ cấn thì cái keo chỉ nó sẽ mất keo chỉ đi, sẽ là mất zin và mất giá trị của xe đi. Và nếu mà bị còn cái phần này mà cấn sâu thì bên em chắc chắn là bên em sẽ từ chối mua ngay nha. Thì xe này được option thêm là hai cảm biến re này và camera re phía sau. Trong nội thất đây thì có cái bộ ghế da màu kem, trải sàn Simply ha, bọc trần 5D. Nói chung là xe này option cũng tương đối là nhiều đó. Dán phim cách nhiệt nữa này. Tay ngoài bên ngoài có tay nắm cửa mạ chrome. Đó, keo chỉ. Keo chỉ nguyên zin này, đây bộ ghế da thưa quý vị. Vô lăng còn rất là đẹp nha, không hề có vết chảy. Đây, quý vị có thể thấy. Đầu DVD. Có Bluetooth, FM radio đầy đủ hết nha. Cần số cũng rất là đẹp này. Nói chung là về nội thất xe này còn rất là ngon lành nha quý vị. Với tầm tiền đó thì thực sự cái xe này quá là đẹp đi. Và ngoài ra nữa thì xe này bên em vẫn có thể hỗ trợ vay ngân hàng cho quý vị nha. Thời gian vay tối đa là 4 năm. Khoản vay là 65% giá trị xe nha. Xe rất là đẹp, ghế này, cái bộ ghế của nó. Ghế tài cũng rất là đẹp luôn. Gương là chỉnh điện nha quý vị. Đây là phần khoang động cơ của xe này. Động cơ 2.0. Hộp số sàn 5 cấp nha quý vị. Đây, ốc cabo nguyên zin này. Đó, xe này phải nói là xe 2016 và chạy 95.000 cây mà chất xe rất là đẹp. Rồi chúng ta cùng soi qua về gầm xe. Đây, bánh sơ cua nha, bánh sơ cua cũng được thay mới rồi này, rất là đẹp luôn. Gầm xe đây thưa quý vị. Gầm xe này bên em sẽ vệ sinh và bên em sẽ sơn lại nha, để đảm bảo chất xe đẹp nhất khi đến tay quý vị.
Rồi thì em xin nhắc lại tổng hợp từ đây là mẫu xe Innova đời 2016, xe chạy được 96.000 km và giá limit là 415 triệu nha quý vị. Xe mang biển số thành phố, trang bị full option, DVD, ghế da, bọc trần che mưa, chén cửa. Và đó là không thiếu một thứ gì nha. Rồi quý vị các bạn, nếu mà quan tâm mẫu xe này hãy liên hệ cho em Cường qua số điện thoại trên màn hình hoặc là tới trực tiếp showroom bên em để xem xe. Đặc biệt bên em hiện tại đang có chương trình là hỗ trợ khách hàng thu xe cũ đổi xe mới với chính sách cực kỳ ưu đãi nha quý vị. Rồi em Cường xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn ở các video tiếp theo.